thầy chào các em học sinh lớp 2. Hôm nay, thầy cùng với các em ôn lại bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu cần đạt của bài học ngày hôm nay, các em thực hiện được 8 động tác bài học tích cực, tự giác trong tập luyện, thường xuyên tập luyện hàng ngày để nâng cao sức khỏe. Bây giờ, thầy mời các em cùng đứng lên khởi động với thầy nào. Bài khởi động động tác đầu cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiều đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Các em ơi, như vậy là các em đã cùng với thầy khởi động xong bài khởi động. Bây giờ, thầy mời các em cùng xem lại 8 bức tranh của 8 động tác bài thể dục phát triển chung nhé. Như vậy, thầy và các em vừa mới xem lại 8 bức tranh của 8 động tác. Bây giờ, thầy mời các em cùng đứng lên luyện tập với thầy nào. Bye.
tắt đường. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 tắt đường. 5 6 7 8 2. Như vậy, thầy và các em đã hoàn thành bài thể dục phát triển chung rồi. Các em nhớ mỗi ngày cùng với ba mẹ mình tập luyện để nâng cao sức khỏe nhé. Hôm nay, thầy thấy các em rất tích cực trong tập luyện. Thầy khen các em. Mỗi ngày, các em hãy cùng với ba mẹ mình tập luyện. Thầy chúc các em luôn khỏe mạnh. Bài học tuần sau, thầy cùng với các em ôn lại bài thể dục phát triển chung với âm nhạc nhé các em. Thầy chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau nhé. Bài học được biên soạn bởi tập thể các thầy cô giáo viên giáo dục thể chất ở cụm 1. Các em có thể tham khảo trên các trang web của các trường sau: Trường Tiểu học Thực hành Sài Gòn, Trường Tiểu học Mê Linh, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tiền và Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo.